Khoảng vài năm trở lại đây, việc kiếm tiền từ sáng tạo video trên YouTube ngày càng được nhiều bạn trẻ quan tâm. Chỉ cần một chiếc điện thoại, một tài khoản Gmail miễn phí là đã có thể bắt đầu công việc trong mơ, làm việc tự do, mọi lúc, mọi nơi, và quan trọng nhất là thu nhập khủng. Nhưng cuộc đời thường không như là mơ, nhiều YouTuber đã phải té ngửa khi nhận những tháng lương đầu tiên từ YouTube. Các nhà sáng tạo nhanh chóng phát hiện ra rằng nếu làm nội dung hướng đến khán giả Việt Nam, như trên giang hồ vẫn gọi là view Việt hay view nội, thì doanh thu từ quảng cáo không được nhiều như tưởng tượng. Trung bình cứ 1 triệu view, Google chỉ trả khoảng 200 đến 400 đô la Mỹ. Còn nếu làm chủ đề trẻ em hoặc video có các yếu tố nhạy cảm thì số tiền này còn thấp hơn rất nhiều lần. Vì vậy, rất nhiều YouTuber đang chọn một hướng đi khác, làm nội dung ngoại, hướng đến khán giả nước ngoài. Làm view ngoại tất nhiên nhiều thử thách hơn, nhưng phần thưởng cũng xứng đáng hơn rất nhiều. Doanh thu trung bình của view ngoại khoảng 1.000 đô la Mỹ cho 1 triệu view, thậm chí lên tới 5.000 đến 10.000 đô cũng không phải là chuyện hiếm. Trong video này, mình sẽ chia sẻ 6 bí quyết giúp anh chị em kiếm được view ngoại. Đây là những kinh nghiệm đắt giá được mình đúc kết trong quá trình hơn 5 năm làm nghề support cho hàng trăm kênh YouTube, trong đó phần lớn là các kênh view ngoại. Những bài học này sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ thấp lên cao. Vì vậy, hãy theo dõi hết video để áp dụng tốt nhất cho hành trình sáng tạo của riêng bạn nhé. 1. Những tư duy sai. Chúng ta bắt đầu với việc đập bỏ những tư duy sai lầm cơ bản. Những cách hiểu sai này không chỉ khiến bạn tiêu hao năng lượng không cần thiết và những tiểu tiết vô ích, chúng còn khiến bạn lạc đường đi mãi mà không thấy đến đích. Sai lầm đầu tiên là tư duy cho rằng YouTube là việc nhẹ, lương cao. Chỉ có những người chưa từng bắt tay vào làm mới nghĩ như vậy. Làm YouTube, kể cả View Việt Nam, kiếm được 1.000 người đầu tiên chịu bấm nút theo dõi mình để đạt điều kiện tối thiểu bật kiếm tiền thôi đã muốn chây ra chóc vải. Còn khi đã nói đến view ngoại, độ khó của game nâng lên gấp nhiều lần. Vì sao vậy? Tuy nói là thị trường rộng lớn hơn Việt Nam, nhưng cùng với nó là mức độ cạnh tranh cũng rất cao. Video của chúng ta luôn phải đặt trong thế so sánh với hàng triệu triệu nhà sáng tạo từ khắp năm châu. Vì vậy, trước khi bước chân vào cuộc chơi, căn cứ theo sự cân bằng tự nhiên của quy luật cung cầu, bạn hãy xác định trước, nếu doanh thu quảng cáo của view ngoại cao gấp 10 lần view nội, thì độ khó của game ít nhất cũng phải cao gấp 7 đến 10 lần. Sai lầm thứ hai thường rơi vào những YouTuber đã có một chút kinh nghiệm với YouTube, nhưng thường là chưa có thành công thực sự. Các bạn này thường cho rằng để có view ngoại thì mọi cài đặt trong kênh đều phải thiết lập ở nước ngoài. Đối với những bạn này, mối bận tâm lớn nhất là làm sao lập mail, số điện thoại xác minh bên bển, làm sao thuê VPN, fake IP, chạy ads ngoại, lập mail ảo, vân vân, hầm ba lăng, đủ các kiểu. Nhưng như Dương Blue, chuyên gia trong cộng đồng Việt Creator, chia sẻ, tất cả những tuyệt chiêu trên là không cần thiết. Chỉ cần đơn giản đặt tiêu đề, mô tả và thẻ tag tiếng Anh là đủ. Quan trọng là nội dung của bạn có hấp dẫn với người nước ngoài hay không. Nếu thỏa mãn điều kiện đó, chắc chắn thuật toán YouTube sẽ tự biết cách đề xuất đến đối tượng mà bạn muốn hướng tới. 2. Chọn chủ đề. Chủ đề kênh, hay còn có tên dân gian gọi là key, vốn xuất phát từ tiếng Anh keyword, từ khóa. Trong giới YouTube Việt Nam, thông thường đây chính là bí mật lớn lao nhất, ít được chia sẻ nhất. Vậy nên trên giang hồ mới xuất hiện những cụm từ huyền thoại như mua key, giấu key hay thậm chí là phá cho nát key. Vì vậy, viên gạch đầu tiên có lẽ quan trọng nhất khi xây dựng một kênh YouTube view ngoại chính là xác định chủ đề kênh. Khi xác định chủ đề kênh, điều đầu tiên cần lưu ý là lưu lượng view trong chủ đề phải tương đối đủ lớn. Đối với view nội, yêu cầu về lưu lượng không quá quan trọng đến mức như vậy. Có nhiều chủ đề người lớn, ở đây không phải là phim người lớn nha, thuần về chia sẻ thông tin kiến thức. Tuy lưu lượng view không lớn, nhưng nếu creator biết cách khai thác khéo léo để bán hàng thì thu nhập nhiều khi vượt xa các kênh view ngoại. Còn đối với những kênh đã làm view nước ngoài thì sao? Việc creator cá nhân bán hàng hóa ra nước ngoài còn rất nhiều trở ngại. Tất nhiên là không phải không có ngoại lệ, nhưng mà nhìn chung, Việt Nam mình còn rất nhiều rào cản giao thương với thế giới. Vì vậy, anh chị em phải xác định, đã làm view ngoại không nên đi vào ngách hẹp, mà nên định hướng làm kênh giải trí phổ thông. Thu nhập chủ yếu của kênh sẽ phải đến từ quảng cáo, và nếu thương hiệu tốt sẽ là premium, hội viên hoặc donate của khán giả. Đó là lý do tại sao cần phải tìm được chủ đề có lưu lượng tương đối đủ lớn. Nhưng thế nào thì mới gọi là lớn, và làm thế nào để tìm được những chủ đề như thế này?
Em cảm ơn các bác đã hỏi. Cuộc đời này chỉ cần đặt được đúng câu hỏi thôi, lần lần chúng ta sẽ đi được đến đích. Câu trả lời cho câu hỏi trên chỉ gói gọn trong 4 chữ thôi: khảo sát thị trường. Nghe có vẻ đơn giản, hiển nhiên và cụt hứng quá phải không? Tuy nhiên, qua 800 năm kinh nghiệm tiếp xúc với rất nhiều nhà sáng tạo, kể cả những người rất thành công, thì 90% đều không thực hiện bước này. Nguyên nhân một phần thuộc về tính cách tùy hứng của dân sáng tạo, và cũng một phần lớn do các bác không biết cách khảo sát, không hiểu cách vận hành về luồng đề xuất của thuật toán. Chuyện, nếu hiểu cách thuật toán vận hành, có lẽ anh chị em đã không ngồi đây xem video này. Về phương pháp khảo sát thị trường theo luồng đề xuất, em đã làm một clip rất chi tiết, anh chị em có thể tham khảo ở đây. Sau khi đã nắm vững phương pháp khảo sát ở trên, anh chị em hãy tự nghiên cứu chủ đề mình muốn hướng tới. Xin lưu ý với các bác rằng, một chủ đề ngoại muốn đạt tiêu chí về lưu lượng thì phải có nhiều video đạt 1 triệu view trên 3 tháng trở lại đây. Tuy nhiên, lưu lượng view mới là một nửa của bức tranh, đó là nửa cầu. Chúng ta cũng phải nhìn về nửa còn lại là nửa cung, tức là khả năng của bản thân mình trong chủ đề đó. Đối với một số rất ít creator cực kỳ tài năng, hoặc đã có danh tiếng trên media truyền thống, con đường có thể ngắn hơn một chút. Còn đối với đại đa số người trần mắt thịt như bạn, như tôi, hãy chọn chủ đề mình yêu thích và có thể cung cấp được số lượng lớn với tốc độ cao, giá thành rẻ, bởi vì đây sẽ là một hành trình rất dài. 1,000 videos. Con số trung bình để đạt tới 1 triệu sub là 1,000 video, tức là khoảng 10 năm, tương đương với 10,000 giờ làm việc. Đây là phát biểu của MrBeast, YouTuber cá nhân lớn nhất thế giới. A lot of people aren't willing to put in 10 hours days because they don't like what they're doing. So it's finding what they enjoy because it is like a long grind. Like you're doing this for years, not months. To get to this level, it takes, you know, a decade. So if you don't enjoy it, then you're gonna burn out. Nếu không chọn làm chủ đề mà mình yêu thích, chắc chắn bạn sẽ suy kiệt và bỏ cuộc trước khi nhìn thấy đích. Phong cách storytelling của các video YouTube thường đi theo hai hướng kịch bản. Hướng thứ nhất là kịch bản có cốt truyện theo cấu trúc 3 hồi. Hồi 1, nhân vật chính muốn đạt được một cái gì đó. Hồi 2, hành trình khó khăn vượt qua trở ngại của nhân vật chính. Hồi 3, thử thách lớn cuối cùng để nhân vật chính đạt được mục đích. Thông thường các video xây dựng theo cấu trúc kịch bản này cần có lời thoại để dẫn dắt khán giả. Vì vậy, chủ đề ngoại làm theo cách này không dễ ăn chút nào đối với creator Việt Nam. Lý do là hàng rào ngôn ngữ. Các video kiểu phim hoạt hình có thể không cần thoại, mà người xem vẫn có thể hiểu được. Tuy nhiên, với hoạt hình, để đáp ứng được yêu cầu thứ hai là có khả năng làm được số lượng lớn video với giá thành rẻ, thì số vốn đầu tư sẽ không phải là nhỏ, vì vậy cũng không phù hợp với creator cá nhân. Vì vậy, rất nhiều creator Việt Nam đã lựa chọn đi theo hướng kịch bản thứ hai, kịch bản không cốt truyện. Đây là một trào lưu video mới lên trong một vài năm trở lại đây, còn gọi là video chữa lành. Trong các video này, nhân vật chính thường không cần có mâu thuẫn, không cần có cao trào, không cần kịch tính. Thậm chí trong video không cần có lời thoại, video chỉ đơn thuần tả thực các hoạt động thực tế thường ngày của nhân vật chính. Họ không cần phải chiến đấu với một kẻ thù nào để đạt được một mục đích nào cả. Cả video diễn ra êm đềm, nhẹ nhàng như một bản nhạc, như một bài thơ. Phần 3. Nâng chất lượng video. Có một tỷ thứ cần nói, cần bàn khi nói về việc nâng chất lượng video. Content is king, right? Chung quy lại thì cũng quay về đáp ứng nhu cầu khán giả. Chỉ cần hiểu đúng cái khán giả cần, mọi việc còn lại sẽ tự vào vị trí. Qua quá trình khảo sát như hướng dẫn ở các bước trên, rất nhiều anh chị em có thể đã nhanh chóng rút ra được một số key đề xuất phổ biến, từ đó kết luận rằng mình đã nắm rõ nhu cầu khán giả. Chẳng hạn, bác thấy nhiều clip nếu bạn chỉ có 3 củ khoai tây, bạn kết luận rằng nhu cầu của khán giả bây giờ là khoai tây. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với cụm từ nhu cầu khán giả. Khi một người nói họ cần một tô phở, thực ra nhu cầu của họ không phải là tô phở mà là nhu cầu ăn. Khi họ cần một chiếc iPhone, nhu cầu của họ không hẳn là một chiếc điện thoại hình trái táo mà là một thiết bị để kết nối với thế giới, hoặc cũng có thể là một phụ kiện chỉ để khoe sự giàu có dư giả của mình. Vì vậy, sau khi hiểu thị hiếu của thị trường, tức là hiểu luồng đề xuất của chủ đề, creator hãy biết đội lên đầu chiếc mũ của marketer. Có như vậy, bạn mới không bị lạc lối trong vòng lặp, liên tục đuổi theo những key đề xuất. Style hình ảnh của kiểu video chữa lành thường nghiêng về những cảm xúc bình yên, xưa cũ.
Có lẽ trong một thế giới cuồng nhiệt bất tận của những tranh đua cơm áo gạo tiền, ai cũng có nhu cầu quay về với cội nguồn bản thể bình yên trong tâm hồn mình. Cũng chẳng phải tự nhiên mà trào lưu này được gọi là video chữa lành, hàn gắn lại những vết thương trong tâm hồn nhân loại. Âm nhạc, âm thanh của video cũng đi theo hướng như vậy. Tuy nhiên, một điều đáng ngạc nhiên là style video không nhạc nền đang ngày càng phổ biến hơn. Thay vì sử dụng nhạc nền để tạo cảm xúc cho khán giả, các video này lấy ngay tiếng động thực tế của các hoạt động trong clip. Nguồn gốc của style âm thanh thực tế này có lẽ đã bắt nguồn từ các kênh làm chủ đề sinh tồn. Primitive technology. The 10.4 million subscriber channel, which is run by an Australian named John Plant, basically invented the primitive construction genre, all the way down to the sound design of silence mixed with rainforest noises, with primitive technology even stating in a Reddit AMA that originally it was out of laziness in not putting narration in the videos, but then the silent format became popular, so I kept it that way. Cũng dễ hiểu tại sao âm thanh thực tế được khán giả khắp thế giới đón nhận. Chính những âm thanh từ những miền quê xa xôi chưa đô thị hóa, từ những ngôi làng chưa có tiếng động cơ ồn ào đã giúp khán giả của những siêu đô thị với tốc độ sống điên cuồng được chữa lành, được quay về với nhịp điệu sống thư thái bình yên từ hàng ngàn năm nay của xã hội loài người. Các sản phẩm làm ra trong video chữa lành, dù là sản phẩm thủ công mỹ nghệ hay một mảnh vườn nhỏ hay một bữa cơm gia đình, tuy đẹp nhưng không cần hoành tráng hầm hố. Nghệ thuật không nằm ở trong bản thân sản phẩm, mà phần lớn nằm ở trong process, tức là quá trình tạo ra sản phẩm. Vì vậy, các video này thường rất dài. Một mặt, video dài giúp mô tả rất kỹ mọi chi tiết của hoạt động. Mặt khác, các video dài cũng tăng watch time, thời gian xem trung bình. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp dòng video này được đề xuất mạnh. Các góc máy thường được đặt đứng yên, không cần chuyển động. Mỗi góc máy được lựa chọn cẩn thận để bố cục cân đối hài hòa. Mỗi khung hình là một bức tranh mang lại cảm xúc bình yên cho khán giả. Phần 4. Bám trend. Nếu đã làm kỹ bước khảo sát thị trường như đã nói ở phần 2, có lẽ anh chị em cũng đã hiểu việc bám trend quan trọng đến mức như thế nào. Chúng ta phát hiện ra rằng trong số các clip nhiều view, tỷ lệ các clip đi cùng theo một trend là rất cao. Đối với các kênh nhỏ, khi dữ liệu YouTube có được về chủ đề và tệp khán giả chưa nhiều, việc hướng theo những trend lớn sẽ giúp YouTube đề xuất content theo đúng định hướng ban đầu của creator. Nếu nắm vững về trend trong chủ đề của mình và chất lượng video tốt, trước sau gì bạn cũng sẽ được đề xuất. Nhưng một vài lần đề xuất nhẹ ban đầu chưa thể giúp kênh lớn nhanh như thánh gióng được. Ở đây chúng ta cần làm quen với một khái niệm mới là view cycle, chu kỳ view. Cho dù một trend nào đó trên YouTube có mạnh tới mức nào, có lan tỏa xa đến đâu, thì cũng đến lúc nó phải hạ nhiệt. Có mới, nới cũ, đó là tâm lý không thể tránh khỏi của loài người. Đừng ngạc nhiên khi bạn nhìn thấy nhiều kênh triệu sub nhưng view chỉ đếm trên số ngàn. Đó là những kênh tự trói mình vào một trend đề xuất nào đó, khi hết trend view xuống, thay vì tiếp tục khảo sát nhu cầu mới của thị trường, họ cố tăng tần suất xuất bản video để cứu vãn tình hình. Họ không chịu thừa nhận rằng chu kỳ view của trend đã hết. Vì vậy, việc khảo sát thị trường phải được thực hiện một cách có hệ thống, đều đặn ít nhất 3 tháng một lần để luôn luôn nắm bắt được thị hiếu mới của khán giả. Phần 5. Chuyển hướng bản địa. Như người ta thường nói, thay vì cố sửa những điểm yếu, hãy tập trung phát triển điểm mạnh của mình. Trên YouTube cũng vậy, một trong những nền tảng cốt lõi của thành công là khai thác điểm mạnh tự nhiên, unfair advantage, hay còn gọi là lợi thế trời cho. Unfair advantage là một cụm từ hơi khó dịch sang tiếng Việt. Ở đây mình tạm gọi là điểm mạnh tự nhiên, tức là những lợi thế sẵn có từ trong nội tại của mình mà đối thủ rất khó bắt chước. Nói đơn giản, chẳng hạn mình ở Việt Nam là một trong những nước kém phát triển nhất trên thế giới mà lại chọn làm vlog về đời sống thành thị của xã hội hiện đại thì khác gì bơi dòng nước ngược. Ngược lại, nếu một người sống ở Hồng Kông, cho dù có giỏi về quay và dựng tới đâu mà muốn làm video kiểu trang trại thì đâu có dễ. Chỉ riêng việc kiếm được một mảnh vườn nho nhỏ thôi là đã ngốn một khoản đầu tư không hề nhỏ rồi. Trong phần trước, khi nói về cách chọn chủ đề, chúng ta cũng đã đề cập đến điều này, đó là khía cạnh nguồn cung, làm sao chọn chủ đề có thể cung cấp được số lượng lớn video tốc độ cao và giá thành rẻ. Trong rất nhiều trường hợp, để đạt được tiêu chí này, nhà sáng tạo sẽ phải khai thác các chủ đề mà mình có lợi thế tự nhiên.
Một vài năm trước, nhiều kênh trong nhóm chủ đề sinh tồn đã phát hiện ra trend bamboo làm nhà tre. Tre chính là một loại cây cực kỳ phổ biến ở Việt Nam, thậm chí có thể xem là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của văn hóa Việt Nam. Chính nhờ lợi thế tự nhiên đó, nhờ sự hiểu biết về công dụng của tre, suốt vài ba năm liền, rất nhiều kênh Việt Nam đã kiếm được hàng tỷ view chỉ trong một trend làm nhà tre. Hiểu được sức mạnh của lợi thế trời cho trong quá trình khảo sát để khai thác trend, các bác hãy luôn để ý tới những gì phù hợp với hoàn cảnh sống xung quanh mình. Những núi, những sông, những rừng, những biển, những ngành nghề thủ công, những văn hóa giản dị chung quanh cuộc sống của chúng ta đều có thể trở thành ngòi nổ cho sự thành công bền vững của kênh YouTube mà creator nước ngoài khó lòng cạnh tranh được. Phần 6. Dẫn trend. Ông tổ ngành xe hơi thế giới Henry Ford từng nói, nếu tôi luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng, cái tôi phát minh ra đã không phải là xe hơi mà chỉ là một con ngựa chạy nhanh hơn. Anh chị em sẽ phát hiện ra rằng thuật toán YouTube có một sự cân bằng nhất định giữa hai xu hướng đề xuất. Xu hướng thứ nhất là đề xuất lặp lại những key, những trend mà nó thấy chắc chắn đã có thành công, chắc chắn được khán giả đón nhận. Đồng thời, YouTube cũng hiểu rằng nếu thuật toán chỉ làm một chiều như thế, về dài hạn, khán giả sẽ chỉ được xem đi xem lại những gì đã cũ, cả nền tảng sẽ đi xuống. Vậy nên giờ đây thuật toán cũng đủ thông minh để khi xuất hiện những kiểu content mới nhận được tương tác mạnh từ khán giả, thì YouTube sẽ đề xuất rất mạnh để giới thiệu nó đến với một tệp khán giả rộng lớn hơn. Qua từng giai đoạn phát triển của kênh, từ chỗ phải đi tìm trend, chuyển sang biết cách bám trend, rồi biết khai thác những trend thuộc về lợi thế trời cho của mình, trình độ nắm bắt tâm lý, trình độ giữ chân khán giả của chúng ta sẽ ngày càng giỏi hơn. Đến thời điểm đó, hãy tự tin rằng kênh đã đủ lớn, bản thân kỹ năng sáng tạo của mình cũng đã đủ chín để dẫn trend. Trong chiến lược content của mình, ngoài các giỏ video mà mình đã biết chắc chắn là được đề xuất mạnh, hãy luôn chừa một chỗ khoảng 10-20% dành cho những video thử nghiệm. Đó có thể là những trend rất lạ, bạn thấy lên view tương đối từ một kênh có số sub rất nhỏ, hoặc thậm chí là những sáng tạo hoàn toàn mới do bạn tự nghĩ ra. Chỉ cần một trong những thử nghiệm đó bắt đề xuất thôi, rất có thể phần thưởng sẽ tương đương với cả 10 năm lò mọ theo đuôi người khác. Đến lúc đó, chính bạn đã tạo ra lợi thế tự nhiên cho chính kênh của mình và các kênh khác trong chủ đề sẽ lại phải đi bắt chước bạn. YouTube là một khoa học nhưng đồng thời cũng chính là một nghệ thuật. Nếu quá thiên về những gì lặp đi lặp lại, không chỉ khán giả mà chính bạn cũng sẽ nhàm chán bản thân mình. Mỗi buổi sáng thức dậy đi quay sẽ không còn những khao khát, những đam mê của mấy năm về trước nữa mà sẽ chỉ lại là một ngày đi làm. Như vậy liệu có đúng với mục đích ban đầu khi bạn tìm đến với YouTube? Một mặt, các bác duy trì những đề tài cũ chiều theo thuật toán, chiều theo khán giả, đảm bảo cơm áo gạo tiền. Nhưng một mặt, hãy luôn giữ một sự cân bằng tương đối với những cái mới lạ chảy ra từ nguồn cảm hứng thiêng liêng mà chỉ riêng nhà sáng tạo mới may mắn có được. Nếu so sánh với thể thao, có lẽ YouTube sẽ phải gọi là môn thể thao 1000 môn phối hợp. Nhưng khó không có nghĩa là không thể, cũng không có nghĩa là quá phức tạp. Rất nhiều anh chị em trong cộng đồng Việt Creators đã đạt được những thành công ngoài sức tưởng tượng và đang hàng ngày chia sẻ lại hiểu biết cho những người đi sau. Chỉ cần bạn có một chút sáng tạo, một chút bền bỉ, một chút tự tin với bản thân mình và một cộng đồng cùng chí hướng, tất cả chúng ta sẽ đều đi đến đích. Sản phẩm này không phải là thuốc, nhưng tác dụng với tâm hồn thì còn hơn cả thuốc. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trong phần mô tả. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Việt Creators.